Chiều nay đang ngồi tự nhiên nhớ lại những việc mình đã qua. Con người mình có những lúc giống như những cái vị vãng quay lại. Nhất là những cái vĩ vãng về tình người giữa con người đến với con người với nhau. Thì vì biết những đức từ xưa giờ là lo cho con người đại chúng, mình rất là quan tâm. Thích nhất là giúp cho họ được vui. Nên những đức chia sẻ thường nói rằng mình lo cho con người mà mình nhìn nhận về cái cảm xúc của họ để điều chỉnh, giúp cho họ vui thì họ khỏe. Như những người già mà những đức đã từng lo, có nhiều người ta hỏi vì sao mình nuôi lo cho những người già đông được mà các cụ khỏe như vậy. Những đức nói rằng nhờ các cụ mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật và các cụ bình an, an tâm, không cần phải lo nghĩ nhiều. Những đức mỗi ngày cứ qua thăm các cụ. Sáng nào khi ăn cơm, những đức cũng ăn cơm trước đại chúng, chạy qua thăm các cụ khu yếu. Tại vì mình nghĩ những cụ khu yếu này, có khi bữa nay mình gặp các cụ, ngày mai có khi các cụ mất đi. Nên mình thường đến thăm các cụ, thăm các cụ và mình nói chuyện các cụ có vui. Khi duyên của mình ở đó hết thì giờ mình nghĩ, như bản thân những đức cũng nhớ đến đại chúng, nhớ các cụ, thì chắc rằng bản thân họ có khi cũng nghĩ đến mình. Vì con người sống đều phải có tình cảm giữa con người đến với con người với nhau. Nên là chiều nay ngồi tự nhiên suy nghĩ đến đại chúng. Vì cái thời gian mà mình lo cho đại chúng lâu quý vị. Những đức đến ngôi chùa đầu tiên 5 năm, đến ngôi chùa thứ hai 10 năm, gầy dựng từ lúc khó khăn, bản thân không có gì, từ là có tâm thương con người, lo cho con người thôi, mà cho mình một cái cuộc sống cảm thấy ấm áp. Cũng như những đức thường nói rằng mình thì cha mẹ mất hết, mẹ mất lúc còn nhỏ, sống cuộc đời cũng khổ. Năm hai mấy tuổi gặp được Phật pháp, gặp ngay ngôi chùa nuôi người già. Bản thân của mình ngồi lúc đó suy nghĩ, mình cha mẹ chết hết rồi,
Bây giờ mình có cơ hội được lo cho người già, đây là sự ấm áp của cuộc đời mình. Nên từ đó bản thân Như Đức hình thành cái tâm thương người già, thương con người. Vì chính bản thân mình cũng mong người ta thương mình. Từ khi Như Đức gặp Phật Pháp, Như Đức mới hiểu cái điều là mỗi người mình đều muốn người khác thương mình. Nếu như mình không thương người, lấy đâu để người khác thương mình? Từ cái tâm đó mà nó hình thành cho mình thương người già, lo cho người già, thương con người. Nên thời gian Như Đức gặp Phật Pháp mười mấy năm, bao nhiêu sự thăng trầm như Đức thấy, đó là ý nghĩa nhất của cuộc đời mình khi đến với cõi này. Chiều nay ngồi tự nhiên nhớ lại những việc trong cuộc đời của mình đã qua. Mong rằng mỗi một người khi coi qua công đoạn này, những người mà đã từng sống cùng với những đức, dù ở phương trời nào, ở đâu, cũng sống cho tốt. Đừng bỏ Phật Pháp, vì Phật Pháp đặc biệt lắm. Phật Pháp rất đặc biệt. Phật Pháp đã cho mình cơ hội làm người đặc biệt. Phật Pháp để giúp cho mình có một phương hướng giải thoát. Nếu như bản thân Nhận Đức mà không gặp Phật Pháp thì là một thanh niên tệ dữ lắm. Gặp Phật Pháp rồi còn tệ, nhưng mà đã đỡ nhiều dữ lắm. Còn có thể quay đầu, có phương hướng quay đầu. Nếu như Nhận Đức không gặp Phật Pháp thì cuộc đời Nhận Đức đi qua vô nghĩa, rất là vô nghĩa. Nhận Đức mong các cụ già, các cụ được sống trong ngôi nhà Tam Bảo, hay các cụ lớn tuổi khắp nơi nơi mỗi ngày được niệm Phật. Nên Nhận Đức nghĩ nhiều cách lắm, rất nhiều cách để cho nhiều người tiếp nhận được pháp môn niệm Phật. Nên mong những người trẻ tuổi cũng đã từng chung tay những đức lo cho người già, lo cho đại chúng. Dù bây giờ mình không ở trong chùa nữa đi chăng, nhưng cố gắng duy trì ăn chay niệm Phật. Đây là cái huệ mạng cực kỳ quan trọng mà chúng ta đã được gây dựng, đừng bỏ. Cũng như bản thân những đức, bỏ mạng không quan trọng bằng mắc huệ mạng. Nhớ kỹ, mỗi người chúng ta có phước duyên thì mắc cái mạng này mình sẽ có cái mạng khác qua 49 ngày. Nhưng mà mắc huệ mạng thì uổng, uổng dữ lắm. Nên đừng vì một cái việc gì đó thất vọng, buồn chán gì mà bỏ Phật Pháp. Đừng bỏ Phật Pháp. Phật Pháp hay lắm, đặc biệt lắm. Trong Đạo Phật có câu dạy rất hay: quay đầu là bờ. Con người chúng ta dù có sai cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần quay đầu hướng thiện thì có cơ hội, đều có cơ hội. Nên những anh em ở trong chùa đã cùng sống với những đức, mình đã từng chia sẻ và nhắc nhở gầy dựng cho các huynh đệ, các anh em. Bây giờ cái duyên những đức mình không còn cái duyên lo cho người già nữa. Mình mong sao các anh em huynh đệ lo cho các cụ bằng cả tấm lòng.
Vì mình thương người già giống như mình thương cái tuổi già của mình. Như Đức nói câu này rất nhiều lần, tuổi già khổ lắm, khổ và lo nhiều mặt lắm quý vị à. Sau này khi chúng ta lớn tuổi già mình sẽ cảm nhận được. Quý vị hỏi vậy thì thầy chưa phải già sao thầy hiểu? Những Đức nói rằng vì mình gần gũi nhiều cụ, nghe tâm sự của các cụ, lắng nghe tiếng nói lương tâm của các cụ, nên mình hiểu. Nên thời điểm mà bản thân những Đức gần các cụ vui lắm. Mình như một đứa con tung tăng bên cạnh mẹ cha, lo lắng từng miếng ăn, từng giấc ngủ cho các cụ, quan tâm. Thật sự mà nói, nếu như quý vị cảm nhận được cái quan tâm cho người khác là niềm vui cho mình, thì lúc đó chúng ta sẽ mở tâm lượng lớn lắm. Nên những Đức gỡ đến cho tất cả các anh em huynh đệ bằng một tấm chân tình chân thật là thay mình nhiệt tình hết mình lo cho các cụ. Vì đa phần các cụ trong chùa là duyên những Đức đã từng nhận các cụ rất đông. Nên các anh em huynh đệ đại chúng trong chùa lo cho các cụ là trong lòng những Đức vui và cảm ơn quý vị nhất. Nên cả cuộc đời của mình không bao giờ mang một cái tâm oán hận hờn trách, không bao giờ mang tâm đó để trong tâm của mình, luôn luôn mang một cái tâm tha thứ quý vị. Khi nghĩ đến bao nhiêu con người đã từng quay quần bên mình, sống với nhau như một đại gia đình, sống chung suốt thời gian 10 năm chờ, những đứa không đi đâu cả. 10 năm sau, duyên đưa đẩy những đứa đến một cái nơi chỉ còn bản thân mình và một hai chú. Những đứa cũng tiếp tục làm cái vai trò niệm Phật cùng với đại chúng. Nên mong những người khi xa chùa cố gắng giữ cái tâm ăn chay, phải duy trì và cố gắng niệm Phật, đừng bỏ cuộc. Như câu nãy như Đức mới nói, câu nãy như Đức mới nói quan trọng vô cùng. Nhớ kỹ là mắt cái mạng này nó chưa quan trọng bằng mắt huệ mạng. Nên mỗi một người mình đến cái cuộc đời này, dù mình có xấu ác cỡ nào, nhưng Phật vẫn nói rằng bản thân mình đều có tâm Phật. Mình đều có tâm Phật. Chỉ cần mình nghe đạo, mình nghe nhân quả, bản thân mình sẽ thấy sợ những việc mình làm ác. Bản thân mình sẽ thấy sợ về những cái ý nghĩ mình muốn hại người, hại người để lợi mình, mình sẽ thấy sợ. Giống như mình trao cho người ta chiếc bánh thì chắc chắn cái quả báo sẽ trao lại cho mình chiếc bánh. Nếu như mình trao cho người ta một cái dao thì quả báo sẽ trao lại cho mình một cái dao thôi. Giống như xét ăn xác, xác ăn xét. Nên dù một con người xấu ác cỡ nào mà mình chỉ cần được tiếp cận cái thiện thì tức khắc mình cũng thiện. Nên những anh em huynh đệ bên cạnh những Đức, mấy ông đều có cái tâm nuôi người già, thương người. Khi những Đức đi
thì mấy anh em đều tiếp nối để lo cho người già bằng cả tấm lòng. Việc gì cũng giống như nghề dạy nghề, việc dạy dạy việc chứ, chỉ cần siêng năng kiên nhẫn thì thấy ra bản thân mình nên làm gì. Nên bản thân những đức khi ở trong chùa cũng rất là vui, khi ra khỏi chùa như làm cư sĩ thì bản thân của những đức cũng cảm thấy mãn nguyện. Nhưng mà có những lúc mình ngồi mình nghĩ lại, thời gian đã qua, mình lo cho bao nhiêu con người, nó cũng mến tay mến chân quý vị, nó cũng là tình người, tình cảm con người. Những đức thì giống như có tâm sự gì thì thích chia sẻ tâm sự, nó cũng cởi mở ra quý vị. Nên những đức cũng mong mỗi một con người sống trong cuộc đời này, mình có tâm sự gì mình có cơ hội được cởi mở. Chứ cởi mở ra thì nó nhẹ, rất là nhẹ. Cuộc đời con người chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi thôi quý vị. Nên những câu mà những đức đọc nó cảm thấy nhận thức nó thấm thiết. Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Thật sự cuộc đời này quý vị nhìn nhận nó như giấc mộng, thấy đó là mắt đó. Nếu như mà mình chấp nặng vào những việc ở trong cái cõi đời này, có khi mình sẽ bị hụt hẳn dữ lắm. Nên nó là thành bại tùy duyên mà. Nếu như mình niệm niệm vì người, thành công cũng là vì người, thất bại tùy duyên. Nên bao nhiêu năm nay những đức rèn luyện mình ở một nơi không đi đâu cả. Dù bao nhiêu người biết những đức, họ rủ những đức đi đầu này chỗ nọ, những đức không có đi. Bây giờ những đức mới có thể ở được một chỗ gì, chỗ nho nhỏ thôi, quay quần xung quanh chỗ nho nhỏ thôi. Cả cuộc đời mình chỉ cần có chỗ che mưa che nắng, sống quãng đời còn lại không nghĩ mình sẽ đi bất cứ chỗ nào, không có chỗ nào mà mình muốn đến vui chơi gì cả, chỉ muốn ở một nơi nào đó niệm Phật cùng với mọi người khắp nơi nơi đủ. Những đức chỉ có ý nghĩ như vậy thôi. Nên nhiều người khi gặp những đức họ nói rằng con mở đạo tràng cúng dường đất cho thầy, như ở Tây Ninh có những người nó cũng muốn cúng dường như đức, số đất rất là nhiều, họ xây lên những cái nơi để nuôi người già này kia. Những đức nói bây giờ những đức chỉ muốn niệm Phật, chỉ cần có một nơi ở trong khoảng đời còn lại thôi, cứ ở hoài một chỗ gì quanh năm suốt tháng, không cần phải đi đâu cả. Không có suy nghĩ những việc mình về sau tổ chức những pháp hội lớn gì, vì không có nghĩ ra điều đó nữa. Chỉ nghĩ mình có duyên cùng niệm Phật với khắp nơi nơi trên room, trên mạng internet, những người hữu duyên, thuận duyên, nghịch duyên. Những đức mong trở thành hữu duyên, tất cả những cái thuận cái nghịch những đức mong trở thành hữu duyên. Vì chúng ta đến với cuộc đời này mấy mươi năm ngắn ngủi, dù có những người mình chưa từng mặt đối mặt nhau ở ngoài, chỉ gặp nhau trên mạng thôi, nhưng những đức mong những người thương hay những người không thích mình cũng trở thành hữu duyên hết quý vị. Vì những đức thấy cuộc đời rất là vô thường, nên mình thường đọc cái bài kệ cõi thế trăm năm một kiếp người, ai rồi cũng phải trở về thôi. Phải sống sao cho thật ý nghĩa, để buổi ra đi nở nụ cười. Mình mong là cuộc đời mình từ bây giờ tới hết cuộc đời sống sao cho ý nghĩa. Đó là mừng nhất. Nên những đức nói với một hai chú đi theo những đức nói, anh em mình thì ở một nơi nho nhỏ che mưa che nắng, nhưng mà mình cũng làm bằng cả tấm lòng của mình, mong cho người người được niệm Phật.
Vậy thì thấy anh em mình cũng ý nghĩa rồi, có phương hướng. Đây là những người hữu duyên đặc biệt, sống gần gũi với nhau. Con người như Đức thì nó bộc bạch lắm quý vị, đơn giản bình dị. Nói chuyện thì có khi nói cũng thô thiện. Khi đến với nhau lâu dài sẽ hiểu cái gì thì bộc bạch hết, không có chất chứa trong tâm. Những Đức mong những người biết những Đức cũng vậy. Chất chứa trong tâm nó nặng nề lắm quý vị. Nên cái pháp niệm Phật này rất là hay, có thể lợi ích cho chúng sanh. Nhất là một ngôi chùa mấy ngàn người mà sống bình yên, các cụ sống khỏe. Đây là quý vị thấy cái pháp tu thù thắng. Con người thì có thịnh và có suy, trong cuộc đời là bình thường thôi. Nhưng đối với pháp chúng ta đừng bỏ. Nên những Đức gỡ lời đến với tất cả những người hữu duyên mà những Đức cùng với họ đã từng lo việc trong ngôi nhà Tam Bảo. Dù bây giờ mình không còn làm việc chung với nhau, nhưng những Đức mong những người đã ở chùa hay những người đã đi ra khỏi chùa, cố gắng giữ cái tâm ăn chay, niệm Phật, đừng bỏ, quan trọng lắm. Bỏ vào pháp là mất tất cả. Bỏ vào pháp là mất tất cả. Dù bây giờ mình có thịnh vượng, có giàu sang cỡ nào đi chăng, nhưng cuộc đời con người cuối cùng phải già và chết. Mình nên tạo cái mà mình cầm theo được, đừng nên cố công tạo cái mà cả đời cuối cùng không cầm theo được. Thiện và ác mình đều cầm theo. Như vậy thì mỗi người hãy tự chọn cái mà mình cầm theo được lợi ích lớn. Nên trong lòng những Đức luôn luôn cảm ơn các anh em huynh đệ đã cùng với những Đức lo cho người già. Bây giờ những Đức không ở chùa nữa, thì mong mấy anh em cố gắng nhiệt liệt hết mình chăm sóc lo lắng cho các cụ. Nếu anh em nào quý mến những Đức, đây là lời gửi đến các anh em bằng cả tấm chân tình thương yêu lo lắng cho các cụ, cho đại chúng, cũng như bản thân của mình cũng mong người khác thương yêu lo lắng cho mình, nhất là người già càng cần mình hơn, giúp cho họ vui, giúp cho họ an tâm. Từ cái tâm làm việc lo lắng cho các cụ vậy đó, mình không có thiếu đâu, đừng có lo. Trong cuộc đời này thiện và ác đều có. Cái tâm mình hướng thiện cũng bao nhiêu người thiện người ta hướng đến mình. Nên mấy anh em cứ yên tâm, cứ chân thật mà lo cho các cụ, từ miếng ăn từng giấc ngủ, nấu đồ ăn lo lắng cho các cụ, thay đổi món ăn cho các cụ. Mỗi tuần thứ bảy chủ nhật thì người ta về chùa, người ta cõng tú. Ngoài đời người ta đã cực quá, bận nhiều việc quá, nên người ta mong tìm đến nơi chốn bình an người ta đến. Mình cứ nhiệt tình lo lắng cho người ta thì tức khắc chùa nó thịnh vượng thôi, bằng cả tấm lòng của mình. Như việc những Đức đã từng làm qua, một ngôi chùa vắng vẻ, lúc những Đức đến chỉ có mấy người thôi, mà hình thành một ngôi Tam Bảo mà khắp nơi nơi người ta biết, trở thành một ngôi Tam Bảo mà trong nước ngoài nước đều biết hết, người đến ào ạt. Thì con người sống trong cuộc đời này có thịnh thì có suy, nhưng hãy nhìn thời điểm thịnh, học theo tiếp nối, đó là cái đặc biệt nhất. Chính bản thân nhà Đức đã từng đến với ngôi chùa, thấy vắng vẻ vô cùng. Ngôi chùa vẫn là ngôi chùa đó, nhưng rất là buồn. Vậy mà khi mình đến bằng tấm lòng thương người, lo lắng cho người mà thịnh vượng như vậy, mấy anh em cứ tiếp nối cái tâm đó mà làm là thành công. Có người học tập, cái hay mình cũng học được, mà cái vấp ngã mình cũng nhìn nhận để mà mình rút kinh nghiệm, đó là đặc biệt nhất. Đó là lời tâm sự. Mong mà thầy chúng trong chùa hay những người đã đi ra khỏi chùa
hàng Phật tử khắp nơi nơi duy trì cái tâm tu tập. Bây giờ thì chúng ta có cái room để cùng tu chung. Quý vị cố gắng giữ thời khóa vô tu chung để duy trì được cái tâm tu của mình. Đây là cái rất quan trọng. Quý vị coi ở phía sau, chú Tâm Nhiên ông sẽ để những cái cách để cài room cho quý vị. Quý vị vào quý cài cái room sao đó, chỉ quý vị để mỗi thời khóa mình vô mình tu quý vị. Vô tu chung. Và tất cả các chú các cô mà không ở chùa nữa, mình ở nhà mình cũng có chiếc điện thoại là mình tu chung được rồi. Con người ai cũng có lỗi, chỉ cần bản thân chúng ta có tâm tha thứ cho nhau, chân thật cùng tu thì tốt thôi, không sao. Như giờ những đức ở một nơi nho nhỏ, những đức cũng tiếp tục có tâm tu và hướng dẫn Phật tử tu. Và cả cuộc đời mình sẽ duy trì niệm Phật, và cả cuộc đời mình mong đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu. Tất cả quý Phật tử ủng hộ những đức cùng tu hành. Từ hôm nay những đức không dùng số tài khoản, không có một chương trình nhận tiền bạc gì hết, và cũng không làm bất cứ một Phật sự gì bên ngoài. Toàn tâm toàn ý tu tập và đem Pháp Môn Tịnh Độ giới thiệu nhiều thôi. Mong cả cuộc đời mình duy trì như vậy để có được thời gian tu tập. Vì những việc đó những đức đã từng làm qua hết rồi, mà còn làm lớn. Bây giờ đến lúc những đức lo tu tập thôi. Nên nhớ kỹ, nên đừng một Phật tử nào ở phương xa hay một Phật tử nào nói rằng quyên góp tiền gửi cho thầy, phụ thầy, phụ chú những đức này kia. Không có, không có chương trình này. Và cả cuộc đời mình mong duy trì cái tâm niệm Phật thôi. Nên mong tất cả cái thuận cái nghịch quy về hữu duyên, chúng ta cùng giúp nhau tu hành quý vị. Mang tâm tha thứ cho nhau, đây là cái hay nhất. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.